Xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Và chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của hai ca sĩ Yến Trang và Yến Nhi. Lời nói đầu tiên thì cho phép Yến Trang và Yến Nhi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Giác quan thứ 6. Chào anh Trung, chào Diệu Nhi. Chào hai chị. Và em đánh giá thế nào chị Yến Nhi và chị Yến Trang trong mắt em với tư cách là một khán giả của các chị ấy lâu năm? Dạ vâng, thật ra em cảm thấy giống như là hai chị là lão hóa ngược vậy đó. Em cảm thấy là em coi hai chị từ hồi lúc mà em còn nhỏ xíu cho đến khi mà em vô em làm nghệ thuật. Mà đến bây giờ em nhìn hai chị em vẫn thấy như ngày xưa lúc mà em coi tivi, coi ca nhạc. Thật ra thì nếu như mà nói đến đây thì Trang cảm ơn Diệu Nhi rất là nhiều. Nhưng mà có thể là một phần là chị, bây giờ chị Nhi cũng hay theo dõi những cái chương trình của anh Trung cũng như là Diệu Nhi. Nhưng mà đặc biệt là Diệu Nhi hay mang tiếng cười lại. Mà bản thân tụi chị khi mà gặp những cái gì, điều gì vui vẻ thì bản thân mình sẽ trẻ hơn. Cho nên là cũng cảm ơn Diệu Nhi cũng như là anh Trung đã mang đến những cái gọi là những cái điều thú vị cho cuộc sống của tất cả mọi người khi tham gia hoặc là khi xem chương trình truyền hình. Ui, em ơi, sao em nói làm cho tự nhiên chỗ này của anh nó cứ ấm ấm kiểu gì. Thôi bây giờ anh chỉ hỏi câu cuối cùng thôi, em có phải là người có trực giác trong cuộc sống không? Chắc là có đó, rất là nhạy luôn hả? Nhưng mà nó trong cuộc sống thôi, còn ở đây thì em không biết là mình có nhạy. Quan trọng là em phải tự tin. Em khi em tin vào thì cái giác quan đó của em hoạt động mà tốt được. Yên tâm nhá. Okay. Vâng, và chúng ta sẽ mời người chơi về đúng vị trí của mình.